Bữa nay theo con cái đồ chế của thằng CT nè. CT 601, CT 553, CT 701. Đây chiều trong từ trong cái bát ra là hai tắc nha. Cốt 55 ly luôn nha, hai đạn nha. Đặc biệt cái đời này là chế bát riêng nha con, cái bát riêng của dàn CT nè. Bà con mua nếu mua một cái phải coi bên bát bên trái bên phải khác nhau nha. Nghe là bà coi cái bát bên nội bị da hay gì đó. Này phân biệt gì đó. Đây hả này phải mua một cặp. Mua cái vẫn bán nhưng mà cái nào ra cái đó, đây nằm bên trái bên phải. Là CT 553, 601, 701 thì chung nha bà con. Bà con mua cái nào thì bán cái đó. Rồi bà con làm cái nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. À, đồ chế cúc chế K700. Cái CT 601, 503, 701 đây. Loại nào bà con mua thì loại đó thì phù hợp. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.